Rồi ok, chờ bạn hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp à. Ây da. Rồi hình qua thắng rồi. Hy vọng là bữa nay lấy được con copycat, con cuối cùng trong bộ của Joey. Vừa vô la ra này rồi, kệ cũng được. Tá này bên bộ của Yugi nguy hiểm, nhưng mà qua tới bộ này dễ bị phá rồi. Hỏi để coi anh K3 là lấy lâu phải lộ anh rồi làm gì nào. Biết ngay mà không? Ây da, không sao. À bộ này bộ máy móc rồi các bạn. Đây gọi một con khác ra liền. Gọi một con ông này ra chơi. Có một con rồi. Nó trừ hệ thổ luôn. I'll just go along and set this card here. Let me give you a little hint. You better be careful, because this card's a trap. Chà, nhiều dữ. I end my turn. Rồi, phong ấn con này gọi thần gió ra luôn. A special summon? Này là linh hồn của gió rồi, chứ chưa được thần gió các bạn. Yeah. À, để dành lá này đề phòng anh chơi mình các bạn. Rồi, bắn thử coi. À. Ok. Xin nhẹ ngàn. Chơi. Ok, để thử coi anh úp lá gì thôi. Bây giờ đợi biết tới bao giờ mới ra được cái lá để phá mấy cái lá trap này. Ây da, con này ảnh cũng có còn hệ phong. Con này nó khác linh hồn của nước, cái là đối phương hết lượt rồi nó mới cho lật. Dở cho đó. Rồi ok vô. Bộ máy móc mấy lá trap thì lạ thiệt ta. Man, that was close. Too close. Rồi, ok. Tiếp tục vào. Nhung đã ra cái sân này rồi, bộ phong khá là ngon. Úp xuống thì mình không dùng chiêu được. Rồi, được con này nữa rồi, ngon, 2000. Ồ, là con này. Rồi, cũng không sao. Cho anh chơi thêm lượt nữa các bạn, mình gắn cái đều vô mình thắng rồi, mình tao mình không muốn dùng thôi. Anh đang chơi bộ máy móc quá các bạn. Rồi thủ thôi. I end my turn. Cũng đau lắm chứ không đùa đâu. Mẹ lên phá cho vui. Rồi bắn. Thì ra là chiến máy bay tàu lao. Rồi xong. Thôi rồi, tính là dễ nhất trong cả ba người. Rồi K3, Yugi rồi dễ chơi nhất. Yugi thì nó hay đặt bẫy, thành ra mình cứ phải tìm cách né né cái bẫy, không hơi phải thí. K3 thì ảnh hay ôm mấy con Ghost Rider đồ ra nó đánh là khó, mình hay đặt với ảnh gọi là rồng rắn mắt xanh ra khá là kinh. Ok. Bộ máy móc này hình như không có mấy con thủ ngon, thành ra không phải sợ đâu. Quăng con này ra cũng được, con này thì lại phải lật ngang qua nó mới được cái effect chứ mới buồn chứ. À rồi ok. Kinh đấy ông anh. Đúng là T34 thủ tốt đấy. No 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 no, bình tĩnh bình tĩnh. I activate my spell card. Gì đây? Oh. Hey. This looks bad. Lật nhầm.
Ủa sao năm cho lật lái lên ta? No way. A trap. Phải được chờ được lật lái này lên chứ. Ủa? Nói gì kỳ vậy? I activate my spell card. À, quýnh xuyên giáp. I end my turn. Ủa bị gì trời? Nó không cho mình lật cái lá đó lên ta. Úp con này xuống giờ mất máu nhiều lắm đấy. Ảnh thì bắt buộc phải thủ rồi, bởi máy móc này không có nhiều con xịn lắm. Rồi ok, cho ảnh bắn một phát đi tội nghiệp. Nãy nó vô cái thế gì mình không hiểu đâu, nó không cho mình lật cái lá kháng phép lên. Kinh đấy. I offer my monster as a tribute. Con gì đấy? À là con vua máy móc. Con này cũng mạnh nhưng mà nó cũng thường thôi, trừ khi có nhiều con máy móc đứng cạnh nó mới ngon, chứ còn không thì nó cũng thường. Summon này thường các bạn. Mày vậy mà cũng được 6 sao, chẳng qua cái điểm thủ nó cao. Công hay thủ đều được. Rồi ok, để lấy con ong ra chơi. Ông ra cái nó búp cho nguyên đám luôn. À, không có bài trap để xuống là ảnh dở rồi. Con này nó ra cái là nó búp cho nó và nó búp cho xung quanh luôn nữa. Rồi gói lái ra lượt sau là ảnh đi rồi. Mình ra con ong ảnh còn bị trừ, mà con ong này nó trừ bộ thổ. Rồi xong nhá ông anh. 1550. Not too shit. But you ain't gonna beat me with those lame attacks. Okay. Can't be. Có gì đâu mà không thể ha ông anh. Whoa. Man, that was close. Too close. Rồi, ok, cho con này bắn một cái. Lượt sau anh ra con gì để bắn con này của mình thì mình dỡ cái Ring of Destruction này lên thôi. Lấy được nhiều bài rồi giờ chơi với anh này thấy dễ dàng ghê vậy. Đó không đủ bài quýnh đâu thua đó. Khó khăn lắm mấy con trận thắng là từ từ mới lấn lên được. Rồi hai. Chơi. No. À là con này, ảnh không còn đủ điểm để ảnh gọi fusion lên nữa rồi. No. I better think of something fast. I'm running out of options. Rồi xong, cho con này đánh phát thôi. Rồi thôi được rồi, cho em xin con copycat đi để anh em mình kết thúc với nhau nào. No. Lại con này nữa. Trời ơi. Hey, hey. Ok ok, anh em mình giao lưu tiếp mới 8 mấy à. Listen up. A true duelist doesn't back up from nobody, cuz only cowards don't stand up to a challenge. You better come strong cuz it's time to duel. À rồi ok, tới giờ giao đấu rồi thì vô đi, nói nhiều quá. Rồi ok, lần này anh thắng. À, dẫn nhường mình đi trước à, ok, cảm ơn. Rồi, úp một lá xuống thôi các bạn, đề phòng bị chơi. Con này đi để có gì nó chết còn effect. Con này cũng 4 sao nha các bạn. Thủ à. I end my turn. À, vậy quăng con này ra luôn. Oh no. À là con này hình như có con này là bộ quỷ nha, coi chừng á. Chơi. No.
Chà, bộ quỷ mà mình chơi hệ tiên là nguy hiểm ảnh quăng cái sân Yami ra mình bị giảm sức chiến đấu á. Cũng may là mình có 3 lá sân, mình dễ phá cái sân ảnh hơn. Rồi, 1.300 không đau lắm. Bên này ảnh chơi bộ âm không ạ? À? No. Rồi được rồi, con này bay về ảnh đè con nào lên, nhiều khi mình chơi được cái lá này cũng không chừng. Không. I'm switching it to defense position. Okay. I end my turn. Rồi, đẹp. Yeah. Chơi. Không. Yeah. Úp lá này xuống. Rồi thôi khỏi. Bắn. Con ba mắt này nó búp lên kinh thật. Rồi để coi con là con gì. À là con này. Rồi phát ra đi ông anh. Hồi đó chưa lúc chưa có con này bị ảnh chơi đau dễ sợ luôn. Từ khi có ba con này rồi hại lại ảnh rồi nó sướng gì đâu các bạn. Man, that was close. Too close. Rồi. Ấy, cũng gọi được con kia ra mệt á, con này ra một mệt à. My turn. Rồi ok cũng được. No. Rồi. Bắn. No. What? Can't be. Rồi lượt sau ảnh bắt con này của mình nè, đảm bảo luôn. 2.400 cũng được, tại ở đây có con nè. Thủ mạnh tới mức đó đâu à, em bé mặt răng đỏ hay mình hay gọi con này là Hồng Nguyệt Nhi đâu. I better think of something fast. I'm running out of options. Rồi ok, đảm bảo biết ảnh bắt ngay mà. Rồi qua đây yếu xìu rồi. Rồi ok bắn đi nếu anh dám à, xin lỗi nhé, gọi 500 anh em tới liền đây. No. No 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 no. 300. Lật thêm lá này nữa là ảnh chết luôn rồi đó. Mà thôi khỏi cho ảnh sống thêm lượt nữa thì còn nghiệp. Để con ông ra chơi nào. Thủ thôi biết sao giờ đúng không anh? I end my turn. Trời ra hai con ong luôn. À thôi cũng chả cần ra tới hai con làm gì. No way. A trap. Rồi đây cho anh biết thế nào là con ong mà có thêm full 2 nó hỗ trợ. Trời gì ra lá này. Rồi xong. Yeah. Tự tay mình bắn chết đối phương cũng vui hơn là để đối phương mà tự bị phản đam. Chứ gắn thêm lá này vô nữa là ảnh hết máu rồi. Hay. Rồi con này thôi. Về cơ bản thì họ vẫn có thể gọi cái con 2001 ra nhưng mà cũng khó gọi lắm. À giật bài á, rồi ok cho anh giật luôn đấy. No 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 no. Rồi ok cho anh lái luôn đó.
Thấy ngàn mà dịch được lá này là ngon rồi. Chà, nhiều dữ. I end my turn. Chà, để đề phòng thì không thể đeo con tia được, bắt còn anh có cái lá mà sức nữa. À, là con này. À, con này phải có summon. Rồi, ok, để coi ảnh giả trò gì. Hả? À. Rồi, ok, không sao. Phá thế hay đấy. Nhưng mà từ phải nó cũng bắt đầu từ bản của Zoe mới có lá này các bạn. Mới phá bài mới tốt được. Trời. Anh không ra được bài quái luôn. Hoặc là trên này là hai, trên tay ảnh là hai con special summon hết rồi. Khoan, gắn vô để tránh bị phản đam. No. No, no, no. À, ba lá này không có chức năng chống công rồi. Rồi chơi. Từ từ các bạn, không nên vội, không nên dùng vội. Rồi để coi ảnh ra được con bài nào để bắn mình nào. No. Chơi tiếp nào ông anh. Thủ à. Ồ, bộ bài này tính ra ảnh xài mấy ông quá thầy âm gì để có ảnh gọi con thầy tế ra mà. À rồi xong, có lá này ở đây là ngon rồi. Chơi. No. I don't mean to brag, but my skills are perfect. Gì đây? À. Hình như nó hất con này của mình vô thôi. À đâu, đổi. Ây da. Em có cái này nha ông anh, đừng có tưởng bở. Cho anh ông anh xin nhẹ 200 huyết thôi đấy. À rồi, ok. Kinh đấy, nhưng mà cũng thua à. Có thiết thủ giáp rồi, chả sao. Tại này 4 công tới 4, 1450 thì tức là nó còn phải cộng cho mình tới 725 điểm. Nó giảm của mình tối đa là có 600 điểm mà, thành ra là không sợ. I end my turn. Rồi. Yeah. Cho con tiên này đồ chơi nào. Rồi cầm rìu phan yeah. Luôn. No. Rồi, con chi bắn trước. Cũng chết như thường, vừa đủ điểm để chơi, dư 50 điểm. Rồi xong, hết máu đi ông anh. Cho xin con copy card đi, khổ quá rồi. Tính ra mấy con tiên nhảy múa này cũng mạnh ghê chứ. Vô đúng cái sân cái mấy con nhỏ này mạnh lắm á. Lật ngang qua thì nó lại được cái... Trời ơi. Trời ơi, à, ủa, là con này hả? Bởi vì là có Picard lấy từ đâu ra ta? À, khoan khoan các bạn, cho mình coi lại xíu, cuối cùng mình cũng lấy được một cái con mới rồi. Nhưng mà con đó không phải là con có Picard. Ủa? À, còn thiếu một lá nữa, vậy là bữa giờ mình thiếu hai lá, mình thiếu một lá ở đây là... Mà mình mới lấy được cái con... Con cái cây gì mình nhớ là nó hại mình lắm nè, cái con đó... Đây. Con này là hệ cung trùng nha, nhìn tưởng cái cây mà nó là cung trùng. Con này là nó có phải flip mới xài được. Để bữa nào bỏ con này vô xài thử rồi mình không biết xài con này như thế nào, hồi kia bị nó ảnh chơi con này mấy lần rồi. Bạn nào biết xài cái con Parasidi này chỉ giùm mình nha. Như là mình sẽ gọi con này là cung trùng dòi bọ gì đó. Nói chung là hình như là nó sẽ bay qua, khi mà flip nó sẽ bay vô qua bài của đối phương rồi nó trừ máu rồi trừ gì đủ thứ nữa. Không nhớ lắm, cái dòng effect của nó dài quá, mình đọc không hiểu gì trơn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình là La Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.